Mến chào bạn đọc của Anh Thị Tử Giang Trí, chào mừng bạn đọc đã quay trở lại với chuyên mục 3 phút cùng luật sư. Bạn đọc thân mến, dạo gần đây thì người tiêu dùng Việt Nam đang tiến hành tẩy chay một nhãn hàng có động thái tán thành với quan điểm xâm chiếm lãnh thổ của Trung Quốc khi sử dụng bản đồ có vẽ hình lưỡi bò. Và sau nhãn hàng này thì người tiêu dùng Việt Nam lại phát hiện ra thêm một số nhiều những nhãn hàng nước ngoài khác đang đặt trụ sở tại Việt Nam và đang kinh doanh tại Việt Nam cũng sử dụng bản đồ có hình lưỡi bò. Vậy thì việc này dưới góc độ pháp lý sẽ được nhìn nhận như thế nào, thì ngày hôm nay mời bạn đọc hãy cùng gặp gỡ với luật sư Phan Vũ Tuấn đến từ văn phòng Phan Law Việt Nam để nghe luật sư chia sẻ nhiều hơn về vấn đề này nha. Mến chào luật sư ạ. Chào Như Quỳnh, chào bạn đọc của báo điện tử Dân Trí. Dạ thưa luật sư, nói đến đường lưỡi bò thì quả thật đây là một cái vấn đề gây ra rất là nhiều những cái sự bức xúc cho người dân Việt Nam nói riêng cũng như là người dân các nước ở khu vực Đông Nam Á và chịu những cái ảnh hưởng của đường lưỡi bò nói chung. Thì cái vấn đề đường lưỡi bò chắc chắn đối với người Việt Nam chúng ta là đó là một điều hoàn toàn sai trái rồi. Vậy thì những nhãn hàng đang hoạt động tại Việt Nam nhưng lại tán thành với quan điểm đường lưỡi bò của Trung Quốc thì có vi phạm pháp luật Việt Nam hay không thưa luật sư? Trước tiên để mà trả lời câu hỏi của Như Quỳnh á, thì chúng ta khẳng định rằng á, là các cái hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam của bất cứ đơn vị nào, cho dù là đơn vị quốc tế tại Việt Nam, đều phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam, và nếu họ vi phạm, họ sai thì họ phải bị xử lý. Còn đối với là lòng tự tôn dân tộc của một cái của những người Việt Nam thì chúng ta có cái cách xử lý của chúng ta, có thể cách đó tiêu cực hoặc tích cực, tuy nhiên tất cả những cách đó đều cần phải đúng pháp luật. Điều quan trọng là như vậy, tại đôi khi mình quá khích và mình sẽ đưa ra những cái thông tin nó vi phạm pháp luật, mình đưa ra những cái thông tin nó không chính thống, nó không chính xác, không đến từ những cái nguồn thông tin chính thức, thì mình sẽ gây ra cái hậu quả rất lớn. Bởi vì cái câu chuyện ngoại giao là một câu chuyện rất quan trọng và chỉ được phát ngôn bởi người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, chứ không phải chúng ta muốn nói như nào là chúng ta nói. Thế thì trong trường hợp như vậy thì chúng ta cũng phải hết sức tỉnh táo, nhưng cũng đồng thời phải thể hiện rõ cái quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính chúng ta và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Thì trong trường hợp này thì ngoài cái sự gọi là tinh thần yêu nước thì chúng ta còn cần phải có một cái sự tỉnh táo nhất định. Bởi vì rõ ràng chúng ta biết rằng cái đường lưỡi bò đó nó là phi pháp, và các cái hoạt động ủng hộ nó cũng có thể coi là hoạt động vi phạm pháp luật. Nhưng vi phạm pháp luật như thế nào thì cần phải xem rõ các quy định pháp luật cụ thể mới có thể trả lời được. Yeah.